ăn là ăn khó chứ ai nên. Rồi mày cô hẹn ngày mới đi chỗ ăn giá đấy đâu làm đi thì ăn đó đâu ai. Ở đó tàu hô tàu hẹo sách ngoài nè. Làm là họ nó khôn đây. Ra là mưa. Rồi làm con đường cao tốc ở đây giờ sư đi lần đầu tiên mới bị hư giữa đường trên cao tốc á. Lần đầu tiên. Đúng rồi trải nghiệm thực tế. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 2023. Đi dự lễ tại chùa Minh Đăng Quang ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. 100 năm của Minh Đăng Quang. Bị hư xe thì giữa đường trên cao tốc bà con ơi. Con lá là nhiệt nhiều ơi. Xe nó hư, nó đang hư trên cao tốc rồi. Nó bị hư rồi trên cao tốc rồi bà con ơi. Là nó khôi nơi cao tốc thôi. Mình đây miền đấy, tạm bộ đồng bộ ngày nên. Mà về bọt Minh Đăng Quang nội quê quận 2 thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh đang hư giữa cao tốc nè. Đây là lần đầu tiên mới gặp bà con ơi. Ngày nắng trọc khôi lạnh cao tốc với bà ngồi thôi. Cao tốc ai khôi lạnh ơi. Bị hơi xe hơi rồi đó trên cao tốc Trung Lương Sài Gòn đang giờ đó đi dự lễ 100 năm của ngài hòa thượng chùa Minh Đăng Quang bị hư cho nên đang ở giữa đường cao tốc á, bây giờ tăng là 30-40 vậy đó. Cái này em chắc á, cái này em chọn đây nè. Cái này em chọn đây đúng không? Ô nha, bộ con đá nè. Ô, sợ bài ngay nè. Đang ở trên xe ô công trình cái đảo ấy, công trình cái đảo đó, công trình cái đảo á. Ô cái đảo mới không bình tĩnh nè, xe đã hư đó. Ơi thấy không, ôi liền nữa và đợt trời mưa nữa, giờ trời mưa giờ xe hư đó, trời đất ơi. Kiểu này làm ăn không lên rồi đó. Ô. Mình mất clip đây lâu á. Ây da.
giờ này có quán cũng đỡ là hư giữa đường. Xe đang hư à, con cô bác ơi. Đâu ạ? Vậy tôi có cứ ngày nên làm khôi thon chạy đón liên liên ngon liên tiếp luôn liên tiếp thon là thon trôn trôn làm con à, trôn lên 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 lên. Đâu mấy? À nó sao đấy?
mất đấy. Dương ông bật sam bật tia nơi sao? Cứ có sang từ ăn mặn thế nào mà có cái màu biển nó này dân từ dân già nước mặn xã hội cơ bản không quên được rồi không quên đi không quên rồi giờ làm thế rồi mình họ hoạt thì nó mình đăng quang Thank you.
Ủa ngầu rồi giờ đỏ luôn em. Giờ tàn. Thank you.
xâm xâm phía tây nghe bề lán coi chừng miền Nam nhàng mấy đây rồi miền Nam coi chừng miền ta chặt sải rồi mới rồi miền vị trí sang nã thơ ở lán đâu bây ở lán miền miền vị trí sang mới sông can đó từ cái cảnh nhận không có chọn một cái riêng ở lán có những riêng đây riêng đây thấy ông nàng chỉ ông nàng riêng đồ cái này được không mấy riêng riêng nó mới đồ lắp đồ cái này chứ quá bây giờ 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 อะเรากันอะเรากันเนี่ยยิงกันยิงเซ็งมาแน่ครับ